Ôi này, lạnh quá. Ôi đi mà, lạnh quá. Quay ở đâu vậy? Quay ở đây hả? Ừ. Mày làm. Lượm giấy à? Lấy cái bao đi tiếp. Chưa hết chịu hết mùi rồi. Ăn thôi chứ uống gì. Ớt cả mùi cái cây á. Ớt cỡ thủ công xong hả bà? Kính các ông ly. Cho tôi câu được con cá bự bự. Cá bự bự nước. Đúng rồi. Cái này đâu phải để bò cạp đâu. Bò vẽ. Vì ông, nên vì ông luôn á. Uống đi. Ăn nhiều quá. Sáng giờ tao đâu ăn gì à? Tao có thằng nào ăn gì đâu. Tao mới ngủ dậy xong. Còn miếng tôm nướng mà. Nó thèm miếng đá luôn nè. Hả? Thèm miếng nước đá luôn nè. Đây tao phải lên đây nè. Xa. Chạy ra xíu tao đường đi. Hết cái đường đỏ. Đâu có đâu. Đây nè. Vừa chạy hết cái ra không phải là tao phải đâu. Cái sao cái này cũng tới tới đây rồi ta? Thế nó dài con nó ăn trong nhiều quá. Mày có mày ăn không? Mày nghỉ ăn luôn đi. Có. Mày đừng ăn nữa để cho nó ăn. Hay tôm à? Chưa, đi nướng lại. Nướng lại. Đừng có ăn nữa để cho con chó ăn đi. Còn cái nào đâu? Cái gì vậy? Chụp ngược cái dù xuống. Rượu ai mày có phát cồn không mày? Mẹ rượu nguyên chất thì phát cồn đi. Rượu ong người ta mà đi phát cồn. Ong gì đây? Mày bắt con ong ngoài mày bỏ vô à? Bỏ vẽ. Mày bắt bỏ vẽ ngoài mày bỏ vô à? Người ta cho. Ai cho? Sư phụ cho. Rượu xịn như thế nào? Cái này là người ta bắt xong người ta bỏ con còn sống vô luôn thì cắt tâm. Nóng á. Tham ăn thế. Nóng được bao nhiêu? Mang một ly đi. Ôi dạ. Thạt. Rồi răng đen luôn kìa. Răng đen luôn kìa. Răng đen rồi. Răng hổ đen rồi. Mình lại đây. Đây là đại. Cái gì? Hả? Anh đại. Nên cái gì? Cá sói nhà nuôi. Nhà nuôi chả sói hả? Có sói sao nuôi được? Không nuôi được.
chắc chị đại, chắc chị con nuôi cái số. Ừ. Ừ, tay đen quá. Ngu mày. Cây nãy rồi, cây con này rồi, dịp rồi. Hai cái làm liền kìa. Đâu, còn cái kia đâu. Cây đâu rồi? Đúng rồi. Chiên vào bụng nó nha. Dạ. Không thì chiên vào đầu nó không được. Trong đầu. Cá sao làm ăn. Má sáng giờ cho nó ăn nó no mẹ rồi. Mẹ. Đau quá. Không được không? Cầm cầm ở đây nè. Cầm cái tay kia ở đây. Đó thôi. Thôi được rồi. Cái này xích lên. Ờ. Mày nướng chín nha, mày nướng không chín vô bắt nướng lại á. Thì cũng à ba gì nữa cha. Lên vòng là cũng vậy hả? Mẹ cũng lại lên cho con cá ăn chứ. Bỏ về làm sao mình cũng chín được. Bỏ sữa sữa ra. Bỏ sữa sữa ra. Bỏ thưa ra. Thưa thưa ra bớt. Thưa bỏ sức con tôm này ra. Sức con này ra xíu. Đúng không? Rồi. Sức con này ra xíu nữa. À, vậy đó. Cho nó nhân chín. Cầm cái tay lên đây nè. Cái tay này cầm lên đây nè. Cầm lên đó. Đó vô. Cái gì tay này? Rồi. Chiên phát chiên luôn ngón tay luôn. Còn đang ngón tay đi nướng luôn. Kéo cần đấy thôi. Được. Chừng nào căng dây thì kéo. Hết mồi căng lên. Ê chứ nước đâu rửa tay trời. Tay cho mình một bệnh. Lát chui vô quần đó. Quần tao sáng rồi không? Mày cần tao, tao mày cần hết đi kìa. Đợi chút ai giữ giùm con cái ông lau cái. Lau cái gì lau, rửa tay đi. Tay đâu? Đâu, rửa đâu? Vào đây, đây. Để. Rửa đâu? Nè. Mà cá chết hết mẹ luôn. Rồi đưa ơi. Ôi. Rồi đưa ơi. Ôi ôi. Chết thì đưa cả. Lá mình lá mình lá cầm nha. Nè. Hả nó ăn con này không? Bỏ nước nha. Bỏ nước ăn ngon lắm. Lấy cái lá đó. Câu hồi lo con bằng hai ngón tay mình có hồi lo nước quẹt ơi. Thấy rồi một rồi hai đại một rồi đấy mày buông sau em viên rủ lên chơi đi.
mày thấy ta thích ta là yêu con Vi được không? Được. Ta thấy cái tín không được. Gì ạ? Trẻ con. Yêu chơi thì được. Ai nói mày yêu luôn đâu. Yêu chơi thì được. Yêu làm chi? Nghiệt. Hôm trước mày thấy tin nhắn con kia nó tán đâu chưa? Còn tin nhắn này ngồi ta đọc qua ta cái bò luôn. Để ta xóa lại ta còn chụp lại mấy cái bên chín rồi. Đã nói là tôi nói rồi. Tôi biết rồi. Tôi còn coi con này. Cười đau bụng luôn. Quá đang nhắn tin ngồi cười đau bụng. Xóa mẹ đi. Này gọi kia.